Thưa quý vị và các bạn, được khởi công xây dựng từ năm 2010 với tổng kinh phí đầu tư hàng chục tỷ đồng, nhưng một công trình thủy lợi đã không còn phát huy được tác dụng chỉ sau một thời gian ngắn vận hành. Điều đáng nói là đã trải qua một thời gian dài nhưng công trình không được sửa chữa và đang dần trở thành hoang phế. Đập thủy lợi Khe Ngang ở xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương được khởi công xây dựng vào năm 2010, hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 9 năm 2012. Công trình được xây dựng kỳ vọng sẽ cung cấp nước tưới cho hàng chục hecta đất nông nghiệp thuộc 4 xóm của xã Thanh Lâm. Tuy vậy, chỉ sau hơn 1 năm đưa vào sử dụng, công trình đã không còn tác dụng. Theo phản ánh của người dân, sau khi đập này được xây dựng, nguồn nước tưới ở đây trở nên khan hiếm hơn so với trước. Sử dụng của nó thì nói chung là cái được năm rau á thì nó đảm bảo được, nhưng là cái ván này cũng hư, còn hơn sau một năm rồi là cái bể xả cái ván này sẽ bị hỏng, nên khắc phục nhiều lần nó vẫn chưa đảm bảo được, cho nên cái việc tưới tiêu là hiện nay là rất là khó khăn đối với nông dân sản xuất đó, thì bị hạn nó bị cạn nhiều, cho nên thời gian trước nước sống á thì vẫn đang còn tưới tiêu được, bây giờ có cái đập này thì tràn này như vậy là cục vùng được là hơi kém đi. Đập Khe Ngang có tổng kinh phí đầu tư hơn 14 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục như hồ chứa, hệ thống kênh mương, đường ống và hệ thống đường vào đập. Chỉ sau một thời gian đưa vào hoạt động, hệ thống van chắn, xả nước bị hỏng, bể chứa và cống xả bị đất đá, bồi lắng, đường ống đã hoen rỉ. Thân đập chỉ còn gần 3 mét, thấp hơn nhiều so với thiết kế. Từ đó, nguồn nước bị rò rỉ, chảy dưới thân đập, còn đường ống dẫn thì không có nước. Chúng tôi cũng kiến nghị nhiều lần rồi, qua các cái cuộc hội họp cũng như các hội đồng từ tỉnh đến huyện là đồng tiếp xúc, là chúng tôi có ý kiến rất nhiều rồi, nhưng mà đến thời điểm này là vẫn chưa có cái vấn đề là vấn đề hỗ trợ để mà giúp dân trong cái vấn đề công tác sản xuất khắc phục, sợ ngày nào là tốt ngày đấy để đảm bảo cho công tác sản xuất. Sau khi xây dựng đập xong rồi thì 6-7 năm sau thì do cái ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết hạn hán, trên là các cái khe suối để mà đổ vào cái thân đập này là ngày càng là cạn kiệt, cho nên là cái việc mà để tích nước ở cái đập này là hầu như là nó rất là khó khăn. Trong thời gian tới thì ban huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo ủy ban nhân xã là huy động các cái nguồn ngân sách cũng như là các cái nguồn vốn hợp pháp khác thì để mà tiến hành tu sửa nâng cấp. Một công trình được đầu tư xây dựng hàng chục tỷ đồng từ ngân sách nhà nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị cây trồng, nhưng lại chỉ phát huy được hơn một năm sau khi đưa vào sử dụng. Mặc dù vấn đề đã được người dân phản ánh lên Hội đồng Nhân dân các cấp nhiều lần, nhưng cơ quan chức năng lại chậm xử lý.